Mỹ Tâm gây chú ý tại một sự kiện âm nhạc gần đây khi khóc nức nở trên sân khấu do mất giọng và tình trạng sức khỏe kém. Nhạc sĩ Huy Tuấn đã nhanh chóng xuất hiện để giúp đỡ cô. Trước đó, tôi đã đưa Mỹ Tâm từ phòng bác sĩ chuyên khoa họng trở lại sự kiện và phải tiến hành một số biện pháp khắc phục. Mỹ Tâm lên sân khấu và cất tiếng hát, được khán giả ủng hộ nhiệt tình. Cô nói xin lỗi vì sức khỏe kém và cảm ơn khán giả vẫn luôn ủng hộ mình. Đây không phải là lần đầu tiên Mỹ Tâm xúc động trước khán giả. Cô đã rơi nước mắt trong nhiều sự kiện khác nhau, thể hiện sự chân thành và biết ơn sự ủng hộ từ fan hâm mộ. Sự đáng yêu và chân thành này đã giúp Mỹ Tâm được yêu thương nhiều hơn trong ngành giải trí. Có lẽ bí quyết của Mỹ Tâm để được yêu thương bất tận nằm ở sự chân thành, khả năng đồng cảm và luôn biết ơn đến khán giả. Sự thật mà Mỹ Tâm thường khóc trong các sự kiện không phải là yếu đuối mà là một cách để thể hiện tình cảm và lòng biết ơn của mình. Điều này đã làm cho khán giả cảm thấy gần gũi và đồng cảm với Mỹ Tâm, và họ luôn sẵn sàng ủng hộ cô dù trong bất kỳ tình huống nào. Khả năng này đã giúp cô xây dựng một lượng lớn fan hâm mộ trung thành và trở thành một trong những nghệ sĩ được yêu thương nhất trong ngành giải trí Việt Nam. Mỹ Tâm, một trong những nghệ sĩ nổi tiếng của Việt Nam, thường xuyên rơi nước mắt trong các sự kiện trước sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả. Khóc vì hạnh phúc là điều rất bình thường, và Mỹ Tâm thể hiện cảm xúc một cách chân thành. Ngay cả khi cô khóc không ngừng suốt 2 phút khi ra mắt bộ phim tài liệu, đó cũng là cách cô thể hiện lòng biết ơn với tình yêu và sự ủng hộ đặc biệt từ khán giả. Tuy nhiên, Mỹ Tâm không chỉ khóc vì hạnh phúc mà còn khóc vì sự biết ơn. Cô thường rơi nước mắt khi nhắc tới cố đạo diễn Huỳnh Phúc Điền, người đã đóng góp lớn cho sự nghiệp của cô. Với cô, Điền không chỉ là đối tác và người đồng nghiệp mà còn là người anh và người bạn đáng trân trọng. Mỹ Tâm luôn đánh giá cao sự hỗ trợ của Điền trong việc giúp cô đạt được thành công trong ngành giải trí. Chính vì lý do này, dù Điền đã qua đời từ năm 2009, Mỹ Tâm vẫn rơi nước mắt khi nhắc tới ông. Điều này đã xảy ra trong nhiều dịp khác nhau, bao gồm các sự kiện và chương trình truyền hình. Một trong những lần Mỹ Tâm chia sẻ về Điền là trong chương trình Cuộc Hẹn Cuối Tuần năm 2022. Cô nói rằng, trong ngày Điền qua đời, cô đang ở Mỹ và đã có một giấc mơ về ông. Điền nói, anh đi nhé, Tâm. Khi tỉnh dậy, Mỹ Tâm nhận được thông báo về sự ra đi của Điền. Mỹ Tâm không đổ thừa trách nhiệm cho bất kỳ ai và không trách móc bất kỳ ai khi không thể biểu diễn tốt. Cô tự thấy tủi thân và có lỗi với khán giả khi không thể đem lại một màn trình diễn như mong đợi. Sự nghiêm túc và không chiêu trò trong công việc biểu diễn đã giúp Mỹ Tâm nhận được sự tôn trọng và yêu thương lớn từ công chúng. Nghệ sĩ này đã thành công mà không có sự truyền thống âm nhạc và thể hiện lòng biết ơn của mình thông qua những giọt nước mắt.